Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sang dẫn các bạn viết 4 đến 5 câu giới thiệu về một đồ vật. Nội dung như sau. Vào đầu năm học mới, em được bố mẹ tặng cho một chiếc cặp sách mới. Bên ngoài cặp có màu cam trông rất xinh xắn. Bên trong cặp gồm hai ngăn, một ngăn nhỏ và một ngăn to. Em thường cất hộp bút, thước kẻ ở ngăn nhỏ và sắp xếp sách vở vào ngăn to. Chiếc cặp nhắc nhở em phải học tập thật tốt để khiến bố mẹ tự hào. Em rất yêu thích chiếc cặp này và sẽ gìn giữ nó cẩn thận để nó luôn mới. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn viết đoạn văn ngắn khoảng 4 đến 5 câu giới thiệu về một đồ vật. Các bạn cùng đọc và tham khảo những ý hay. Chúc các bạn học tốt.